Tử vi tuổi Mậu Ngọ 1978 tháng 6 âm lịch. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Mậu Ngọ có bản mệnh Thiên Thụ Hỏa là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám, luôn sống ngay thẳng. Họ là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng. Tuy nhiên, nhược điểm là khá nóng tính. Tuy nhiên, họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người ở xung quanh. Họ cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại. Nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu, cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội một cách vô tư, không hề toàn tính lợi ích, không hề tư lợi cá nhân. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tuổi Ngọ là biểu tượng cho con ngựa, là con giáp đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng 12 con giáp. Người tuổi Ngọ nói chung và Mậu Ngọ nói riêng là người luôn tôn thờ tự do và độc lập. Họ là người thông minh, nhanh nhẹn, đa tài nên dễ thành công trong mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi bắt đầu. Những người tuổi Mậu Ngọ, mệnh Thiên Thụ Hỏa, tính tình hoạt bát, lạc quan, yêu đời. Bản chất lương thiện, họ luôn hết lòng giúp đỡ bạn bè, cũng không ngần ngại giúp đỡ cả những người xa lạ, cũng rất công bằng và chính trực. Nhờ thế mà họ có rất nhiều bạn bè. Họ vì bạn bè mà lan xả, khi gặp khó khăn, bạn bè cũng là những người sẵn lòng vì họ mà hóa giải nguy nan. Gia chủ tuổi Mậu Ngọ có tinh thần trách nhiệm cao, được cấp trên tín nhiệm và trọng dụng. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành, lạc quan khiến họ mọi người. Tuy tính cách có phần nóng vội, đôi lúc cũng mắc sai sót, nhưng sự chân thành và lạc quan của họ khiến cho mọi người hết lòng yêu quý và giúp đỡ. Mậu Dương Thổ gặp Ất Âm Mộc nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Tháng này vận trình sự nghiệp, công việc, tài lộc không được thuận lợi như ý. Những người sinh năm 1978 cần cẩn trọng từng bước đi nước bước của mình bởi xung quanh có nhiều tiểu nhân, chỉ chờ gia chủ xa chân để chọc gậy bánh xe. Tài lộc tháng này kém nhiều, mức chi nhiều hơn thu. Gia chủ cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Bên cạnh đó, trong năm 2021, những người tuổi Mậu Ngọ phạm phải hại thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa. Ý chỉ thái tuế đau đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất, gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, Kinh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuyển mộ Ngọ trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Mậu Ngọ sẽ cần cẩn trọng đường công danh, sự nghiệp. Nhất là các cô chú đang theo con đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần chú ý các mối quan hệ ở xung quanh, tránh những xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận. Tử vi của gia chủ tuổi Mậu Ngọ năm 2021 cho thấy tháng này, xét về vận trình công danh sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Gia chủ vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Tuy nhiên, tháng này là cơ hội tốt để gia chủ học tập và trau dồi kiến thức của bản thân. Bản mệnh sẽ cảm thấy ngạc nhiên về sự thay đổi rõ rệt thái độ của bản thân đối với việc học cao lên. Nhưng đó đều là kết quả tất yếu của cả một quá trình chăm chỉ trước đó. Để có thể tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với nhiều người. Dù có cơ hội kiếm tiền nhưng lại sẽ bị hao tài. Cơ hội tích lũy tiền bạc không cao, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện gia chủ không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Bản mệnh thiếu sự chỉn chu trong khi làm việc nên khó mà có được thu nhập ổn định, thậm chí có khi bị thiệt hại thêm vì phải bù đắp cho những sai lầm của mình gây ra. Nhất là gia chủ đang làm kinh doanh ở thời điểm này không thực sự có tinh thần làm việc, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo mà cứ mãi đi vào lối mòn nên khó mà có được doanh thu như mong muốn. Tiền bạc có phần hạn hẹp hơn rất nhiều. Đặc biệt, để có thể kích hoạt tài lộc vận may trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Ngọ hãy mang bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ cho gia chủ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 6 âm lịch này may mắn khá tốt cho tình yêu và mối quan hệ. Gia chủ có thể chuẩn bị trước nếu muốn bắt đầu một mối quan hệ hoặc kết hôn. Những ngôi sao tốt này sẽ giúp cho gia chủ mang lại kết quả tốt trong tình yêu. Nhưng đôi khi gia chủ có thể có xung đột với đối tác của mình về những vấn đề tầm thường. Nếu bản mệnh là một người phụ nữ đã có chồng, nữ mệnh có thể đấu tranh giữa một mối quan hệ không chung thủy và cuộc sống gia đình có thể dễ dàng đi sai đường. Do đó, cô phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi của cô chú tuổi Mậu Ngọ 1978 từng tháng âm lịch cho năm 2021 cho biết rằng có kẻ thứ ba xuất hiện trong mối quan hệ trong gia đình của cô chú. Cô chú thực sự bất ngờ khi có vấn đề lớn như thế xảy ra. Tuy nhiên trong tình huống này, bản mệnh chớ thể hiện sự suy sụp về tinh thần, mất kiểm soát về cảm xúc của mình. Đồng thời, cô chú nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự, chia sẻ tâm tình của vợ, chồng mình để giải quyết các mâu thuẫn, những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người. Là bậc làm cha, làm mẹ, hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo. Đặc biệt, cô chú tuổi Mậu Ngọ hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, phòng gỗ huyết long, tam hợp, quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp cho gia chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an, trường thọ cho gia chủ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Trong tháng 6 âm lịch, tuổi Mậu Ngọ có sức khỏe tốt. Tuy nhiên, cô chú có thể mắc một số bệnh tiềm ẩn, thường tái phát. Cô chú sẽ phục hồi nhanh chóng, miễn điều trị, kiên trì và cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Mặc dù có khả năng chữa khỏi những căn bệnh tiềm ẩn này, cô chú vẫn cần để mắt đến việc ngăn ngừa cảm lạnh và các vấn đề nhỏ khác. Hãy duy trì lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ tốt dần. Hãy đến gặp bác sĩ ngay khi cô chú cảm thấy bất ổn. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Cô chú tuổi Mậu Ngọ 1978 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các cô chú tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để cô chú tuổi Mậu Ngọ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim, tháng Mùi Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão, Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Tháng này không phải quá đen đủi đối với những người tuổi Mậu Ngọ, cần chú ý những ngày sau. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 6, tức ngày 15 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Giáp Tý. Thứ hai ngày âm lịch 18 tháng 5, tức ngày 27 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Bính Tý. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài, thái tuế hoặc minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để cô chú tuổi Mậu Ngọ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, tức ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Kỷ Mùi, nạp âm, Thiên Thượng Hỏa. Thứ hai ngày âm lịch 13 tháng 6, tức ngày 22 tháng 7 dương lịch, nạp Giáp, Tân Mùi, nạp âm, Lộ Bằng Thổ. Thứ ba ngày âm lịch 25 tháng 6, tức ngày 13 tháng 8 dương lịch, nạp Giáp, Quý Mùi, nạp âm, Dương Liễu Mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Mậu Ngọ trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.